Còn mới đây tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phường Tiến Thành tới kiểm tra và bắt quả tang 8 thanh niên trên đang tổ chức ăn nhậu và hút xì xa. Với hành vi tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội, 8 thanh niên coi thường dịch bệnh và pháp luật này đã bị xử phạt với tổng số tiền 120 triệu đồng. Ngay sau đó, các đối tượng được mời về trụ sở công an phường để làm việc. 8 thanh niên vi phạm bị xử lý gồm BNT 25 tuổi, LTHN 19 tuổi, NVC 29 tuổi cùng ngụ khu phố 2, phường Tiến Hành, VTH 33 tuổi, NTS 23 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, VM 30 tuổi, ngụ ấp 7, xã Tân Thành, NTML 25 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản và NQT 29 tuổi, ngụ ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. Mỗi trường hợp bị xử phạt 15 triệu đồng theo quy định tại điểm C khoảng 3 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020, vi phạm quy định về biện pháp chống dịch, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.